Sao bớt sợi đen đấy. Người tràm rồi. Ngay cái núi bên kia. Dân tràm ở đây giờ chắc là nó không tiệt nữa. You always know what you're passing by. Thác gì? Nó thoát nước xuống để mà nó làm điện ở dưới đập. Đây nhà đập điện đấy hả? Lên thác Grand của Đà Lạt. Nhưng mà bây giờ có tuy nhiên nó có cái lâu cái sơn này đâu, chào coi lâu đó làm gì có góp xuống đó. Nó không góp bắt bắt nữa. Hồi xưa vắng lắm, bây giờ đi chiếc luôn. Trưa mai cha vào cha Hoàng. Oh yeah. Cha vào lúc 3 giờ.
số điện thoại luôn hả cha? Có. Rồi, thì cha phải đi lấy chứ còn bị cha đâu có mà nhớ thế thì. Cổng vô nhà 19.